Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình bình luận sẽ luôn có hai video và ra mắt cách nhau khoảng một tiếng. Đây là video chương trình bình luận 1 của ngày hôm nay, ngày thứ năm 30 tây tháng 11 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên với nhan đề Biden không phải lo lắng về Trump, một tên tội phạm đang chờ xét xử. Kính thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ đang lo lắng về kết quả của những cuộc thăm dò sai lầm. Nỗi lo lắng này nó có chính xác hay không? Thưa không. Các cuộc thăm dò cho thấy Joe Biden đang theo sau các ứng cử viên khác không có giá trị nhiều vào thời điểm này. Những gì cử tri đang nói về nền kinh tế chính là điều mà Đảng Dân Chủ cần phải cảnh giác và quan tâm đến nhiều hơn. Đây là một mùa bỏ phiếu tồi tệ đối với Tổng thống Joe Biden. Không còn nghi ngờ gì nữa về điều đó quý vị. Một cuộc thăm dò gần đây của NBC News cho thấy tỷ lệ tán thành của Biden ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, với phần lớn cử tri có cảm xúc tiêu cực đối với ông. Và theo một cuộc thăm dò giữa tháng 11 do The Economist YouGov thực hiện thì chỉ có 1/4 cử tri Mỹ muốn Biden tái tranh cử. Và sau đó là cuộc thăm dò được thảo luận nhiều của New York Times, Siena College, cho thấy là Donald Trump dẫn trước Biden ở 5 trong số 6 tiểu bang chiến trường quan trọng. Và điều này đã tạo ra rất nhiều sự lo lắng của các đảng viên đảng Dân Chủ. Nhưng mà điều quan trọng nhất nó lại không nằm ở kết quả của những cuộc thăm dò đó, thưa quý vị. Các cuộc thăm dò và xếp hạng phê duyệt của các chỉ số ứng cử viên làm trung tâm khác trong cuộc bầu cử năm 2024, nó không phải là điều mà đảng Dân Chủ cần phải lo lắng bây giờ. Thay vào đó, điều tạo nên cảm giác lo lắng, bất an là những gì cử tri đã nói với những người thăm dò ý kiến về các vấn đề kinh tế. Sarah Hughes là giám đốc trung tâm chính trị tại trường cao đẳng Goucher đã cho tiến hành một cuộc thăm dò của Goucher College nhằm đo lường ý kiến về các vấn đề chính trị và chính sách ở Maryland. Cuộc thăm dò chỉ tập trung về các vấn đề chi phí sinh hoạt có thể thúc đẩy chính sách kinh tế rộng hơn và có thể chiến thắng trong các cuộc bầu cử như thế nào, ngay cả trong những môi trường bầu cử đầy thách thức nhất. Trong những năm qua, các cuộc thăm dò đã cho thấy cử tri có quan điểm kinh tế rất ảm đạm. Hầu hết người Mỹ đánh giá điều kiện kinh tế hiện tại là nghèo nàn. Nhiều người cho rằng chúng ta đang trong thời kỳ suy thoái và không lạc quan rằng mọi việc rồi sẽ được cải thiện. Họ coi Đảng Cộng Hòa có khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế tốt hơn và ở các tiểu bang chiến trường quan trọng. Họ tin tưởng vào Trump hơn là ông Biden để giải quyết vấn đề kinh tế tốt hơn. Và với con số cách biệt khổng lồ là 22 điểm phần trăm. Một cuộc thăm dò vào tháng 10 từ PRRI cho thấy là trong một thời điểm hiếm hoi đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về vấn đề chi phí nhà ở và chi tiêu hàng ngày thì ngày càng tăng và đứng đầu danh sách các vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri. Các cuộc thăm dò khác cũng cho một kết quả tương tự như vậy. Sự lo lắng về kinh tế, nó được bày tỏ là điều khá dễ hiểu, ngay cả khi nó không hoàn toàn hợp lý chút nào. Cử tri vẫn giữ những thái độ này, trong khi tỷ lệ lạm phát đã giảm đều đặn so với mức đỉnh điểm vào mùa hè năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp do các nhà tuyển dụng Mỹ tiếp tục bổ sung thêm việc làm, và nhiều khía cạnh trong kế hoạch kinh tế của Biden đang được ưa chuộng. Mặc dù vậy, với giá hàng hóa và dịch vụ hàng ngày cao ngất ngưỡng, thì điều đó có thể đủ khiến cho Biden phải trả giá khi tái tranh cử.
Tuy nhiên, có những bài học được rút ra từ cấp tiểu bang. Ngay cả ở tiểu bang Maryland, trong 2 năm đầu tiên của chính quyền Biden, đây là quê hương của thống đốc Larry Hogan, một đảng viên đảng Cộng Hòa, một trong những thống đốc được yêu thích nhất quốc gia. Một trong những hành động đầu tiên của Hogan là sử dụng quyền hành pháp để cắt giảm phí cầu đường, đặc biệt là đi qua cầu vịnh Chesapeake, có lượng người qua lại đông đúc và một loạt phí vào mùa hè năm 2015. Vào thời điểm đó thì việc này nó có vẻ như là nhỏ nhặt, không đáng. Nhưng mà các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ của tiểu bang lúc đó họ cũng đã lên tiếng chế nhạo hành động này của ông Hogan và cho rằng hành động chính trị thiển cận này sẽ gây tổn hại cho ngân sách của tiểu bang. Nhưng mà các cử tri thì họ lại không nhìn thấy nó theo cách đó của các nhà lập pháp. Họ thích thứ gì đó nó rẻ hơn một chút. Hơn nữa, việc cắt giảm phí cầu đường nó đã củng cố chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của Hogan, rằng ông sẽ bảo vệ túi tiền của họ khỏi đảng Dân Chủ Maryland. Những người chưa bao giờ gặp phải mức thuế mà họ không thích, hoặc ít nhất là mức thuế mà họ không tăng. Larry Hogan tiếp tục đạt được điểm cao trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế trong suốt 8 năm cầm quyền. Nhưng mà điều đáng chú ý nhất là hành động cắt giảm phí đơn giản trong những tháng đầu tiên ông nắm quyền. Nó đã tác động như thế nào đến cách cử tri nhìn nhận rõ ràng về thống đốc đảng Cộng Hòa của họ, cho đến khi ông tái tranh cử thành công vào năm 2018. Các nhóm tập trung và bỏ phiếu nội bộ từ chiến dịch tranh cử của thống đốc nhận thấy rằng ông ấy cắt giảm phí cầu đường là một trong những điệp khúc được cử tri lặp đi lặp lại nhiều lần. Larry Hogan không phải là chính trị gia duy nhất gần đây khai thác sức mạnh của các sáng kiến kinh tế đơn giản, tiết kiệm chi phí sinh hoạt và các thông điệp liên quan. Còn đối với Gretchen Whitmer, thống đốc đảng Dân Chủ của Michigan, đã sử dụng luật cải cách bảo hiểm xe hơi năm 2019 để phát hành một séc hoàn tiền $400 cho mỗi chiếc xe cho mỗi người lái xe ở Michigan được bảo hiểm. Gretchen Whitmer tiếp tục tái đắc cử vào năm ngoái trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức và các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là 74% cử tri Michigan họ mô tả nền kinh tế quốc gia không quá tốt hoặc kém, và 77% cho biết lạm phát khiến gia đình của họ gặp khó khăn nghiêm trọng hoặc vừa phải trong năm qua. Kính thưa quý vị, bài học lưỡng đảng Cộng Hòa và Dân Chủ từ Larry Hogan và Gretchen Whitmer là cử tri sẽ luôn ghi nhớ và khen thưởng các chính trị gia đã tiết kiệm cho họ một khoản chi phí trực tiếp trong gia đình của họ hơn là bất kỳ lập luận nào dựa trên các chỉ số kinh tế cấp quốc gia. Điều này nó không có nghĩa là chỉ có nền kinh tế mới quan trọng. Trên thực tế thì các cuộc thăm dò trước bầu cử và kết quả bầu cử trong các cuộc bầu cử ngoài năm gần đây ở tiểu bang Virginia, Ohio và Kentucky một lần nữa đã khẳng định rằng việc bảo vệ quyền tiếp cận phá thai nó cũng là một vấn đề mang lại thắng lợi cho đảng Dân Chủ. Đúng như vậy, thống đốc đảng Dân Chủ Andy Beshear là người đã phải đối mặt với môi trường đảng phái đầy thách thức tương tự ở Kentucky, giống như Larry Hogan đã làm ở Maryland. Và ông đã đánh bại đối thủ đảng Cộng Hòa của mình phần lớn nhờ bảo vệ quyền tiếp cận phá thai. Nhưng mà cuộc thăm dò nó cũng cho thấy thành công của Beshear với cử tri tiểu bang đỏ là nơi đã bỏ phiếu bầu lại cho Trump với 26 điểm phần trăm vào năm 2020. Nó không chỉ đơn giản là thái độ đối với việc phá thai. Và cuộc đua giành chức thống đốc Kentucky là một cuộc cạnh tranh chặt chẽ với Andy Beshear dẫn đầu. Trong những tuần trước cuộc bầu cử, nó đã phát hiện ra rằng việc làm và nền kinh tế là hai vấn đề then chốt đối với cử tri. Các cuộc thăm dò cử tri trên toàn quốc bao gồm cả những cuộc thăm dò được tiến hành ở các tiểu bang chiến trường
tiếp tục thể hiện một giai điệu tương tự như vậy. Kính thưa quý vị, Andy Beshear, ông đã liên tục ca ngợi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Kentucky và tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục bằng những thông điệp dễ hiểu và lạc quan một cách công khai. Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của mình và trong thời kỳ đỉnh cao của nỗ lực tái tranh cử, Beshear đã sử dụng các cuộc họp báo hàng tuần của mình để giữ cho giới truyền thông tập trung vào nền kinh tế. Và ông không bao giờ bỏ lỡ cơ hội địa phương hóa thông điệp kinh tế của mình. Thống đốc đảng Dân Chủ cũng đã ký một dự luật năm 2023, được đa số lập pháp của đảng Cộng Hòa thông qua trong một cuộc bỏ phiếu gần như theo đường lối đảng phái, nhằm cắt giảm thuế suất thuế thu nhập cá nhân của Kentucky từ 4,5% xuống còn 4%, bắt đầu từ năm dương lịch tiếp theo. Và sau đó thì trừng phạt các đảng viên Cộng Hòa vì đã không tiến hành cắt giảm thuế. Thuế bán hàng như một phương tiện để chống lạm phát và giá thành hàng hóa, Andy Beshear đưa ra thông điệp của mình, và giống như Larry Hogan đã làm với phí cầu đường, ông ấy đã sử dụng quyền hành pháp của mình để cung cấp cứu trợ kinh tế ngay lập tức và hữu hình khi mà ra lệnh đóng băng thuế tài sản phương tiện cho năm 2022 và 2023. Kính thưa quý vị, bài học mang lại chiến thắng trong cuộc bầu cử là gì? Cử tri có thể tin tưởng Andy Beshear sẽ lèo lái nền kinh tế của tiểu bang Kentucky và giải quyết các vấn đề chi phí sinh hoạt, đồng thời bảo đảm rằng tiểu bang có đủ khả năng đầu tư vào các trường công lập và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, những người có thu nhập thấp. Và điều chắc chắn khiến chính quyền Biden thất vọng là họ đã không thể thu được lợi ích trực tiếp từ kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ và đạo luật giảm lạm phát, là những đạo luật đã củng cố các điều kiện kinh tế và tăng cường ngân sách ở các tiểu bang, cả ở Michigan và Kentucky. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, về phần mình thì Donald Trump và đảng Cộng Hòa có thể tạm thời tận hưởng kết quả của những cuộc thăm dò đó đây, nhưng mà họ không nên đắm mình quá lâu trong ánh sáng ấm áp của các cuộc thăm dò, cho thấy là họ hiện đang vượt qua đảng Dân Chủ về kinh tế. Như các chu kỳ bầu cử gần đây cho thấy là những đảng viên Cộng Hòa vốn bám quá chặt vào những cạm bẫy dễ chịu của chủ nghĩa Trump, thì họ vẫn phải vất vả để giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, bất kể thái độ kinh tế của cử tri như thế nào. Các cuộc thăm dò đã cảnh báo đảng Cộng Hòa rằng việc hạn chế quyền tiếp cận phá thai và từ chối thừa nhận chiến thắng của Biden vào năm 2020 đang gây ra những vấn đề lớn cho họ. Bây giờ họ đang nói với các đảng viên đảng Dân Chủ rằng các vấn đề xã hội rất quan trọng, nhưng mà đảng vẫn cần thu hút cử tri về nền kinh tế. Điều này khiến các đảng viên đảng Dân Chủ có lý do chính đáng để bỏ qua các kết quả của các cuộc thăm dò và nắm lấy những ví dụ thành công từ các tiểu bang. Tổng thống Biden có thể định hình lại thái độ của công chúng đối với nền kinh tế. Vấn đề là ban tham mưu của Biden đã quá phí phạm thời gian và không tận dụng lợi thế của truyền thông và các nền tảng mạng xã hội để đẩy đi xa hơn những thành công kinh tế của ông. Giả tâm của đảng Cộng Hòa và Trump với việc phá hủy Obamacare, quyền phá thai, cắt giảm an sinh xã hội, Medicare, Medicaid, họ nên tập trung vào những vấn đề quan trọng này và phớt lờ những cuộc thăm dò vô giá trị. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Nếu Donald Trump thắng Iowa và New Hampshire, thì Ron DeSantis và Nikki Haley hết hy vọng. Kính thưa quý vị, chỉ sau vài tuần nữa, cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa. Và kết quả sớm của tiểu bang có thể định hình đáng kể khu vực bầu cử đông đúc và củng cố vị trí chắc chắn ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho tòa Bạch Ốc năm 2024.
Donald Trump vẫn là người đang dẫn đầu với tỷ số cách biệt đáng kể trong hầu hết các cuộc thăm dò, trong khi những ứng cử viên tổng thống còn lại của đảng Cộng hòa, họ đã rất vất vả trong nhiều tháng qua để vượt qua nhau và nhằm lật đổ đối thủ mạnh nhất là Donald Trump. Những cuộc bỏ phiếu đầu tiên sẽ được thực hiện vào tháng Giêng, và chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, các ứng cử viên đã đầu tư rất nhiều vào các tiểu bang quan trọng này. Đây được coi là chìa khóa để duy trì tính cạnh tranh khi cuộc đua nóng lên vào năm 2024, và thậm chí có thể quyết định người chiến thắng cuối cùng trong đề cử của đảng Cộng hòa. Các ứng cử viên tổng thống họ sẽ gặp nhau trong vòng tranh luận thứ tư của đảng Cộng hòa ở Tuscaloosa vào đầu tháng tới, và Trump có thể sẽ bỏ qua sự kiện này. Sau đó thì mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào các cuộc họp kín đầu tiên trên toàn quốc của tiểu bang Iowa, theo sau là cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire. Sau đây là một số tiểu bang đầu tiên có thể tạo nên chiến thắng hoặc phá vỡ các chiến dịch tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa. Kính thưa quý vị, trước hết là tiểu bang Iowa. Các cuộc họp kín ở Iowa dự kiến diễn ra vào ngày 15 tây tháng 1 đã trở thành tâm điểm chú ý khi các ứng cử viên đối đầu nhau trong vòng bỏ phiếu sớm nhất trong lịch đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa. Chiến lược gia Jimmy Sanders của đảng Cộng hòa có trụ sở tại Iowa cho biết rằng: "Ở Iowa, tôi sẽ rất chú ý đến chênh lệch giữa ai về đích thứ hai và ai về đích thứ ba. Các trung tâm dự đoán Trump sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc tranh cử ở Iowa, nhưng cho biết khoảng cách lớn giữa vị trí thứ hai và thứ ba sẽ là tín hiệu cho thấy trận đấu sẽ hợp nhất thành cuộc đua của hai người trước cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire 8 ngày sau đó." Jimmy Center cho biết rằng với bối cảnh hiện tại thì cuộc bỏ phiếu thay thế Trump bị chia rẽ giữa một số ứng cử viên khác nhau. Phép toán đơn giản là nó không hiệu quả để có thể tìm ra một ai đó đủ sức, đủ mạnh để đánh bại Donald Trump, để giành được đề cử. Thống đốc Florida Ron DeSantis từ lâu đã được coi là ứng cử viên ở vị trí thứ hai sau Donald Trump. Nhưng mà cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, bà cũng đang nổi lên trong cuộc thăm dò gần đây và dường như đang thực hiện nỗ lực cuối cùng để vượt qua Ron DeSantis ở tiểu bang này. Tại Iowa, Ron DeSantis đã giảm 3 điểm trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11, trong khi Nikki Haley tăng 10 điểm theo cuộc thăm dò của Des Moines Register, NBC News, Mediacom Iowa công bố vào cuối tháng 10. Họ đứng thứ hai với tỷ lệ 16%, trong lúc Donald Trump được 43%. Riêng người quản lý chiến dịch tranh cử của Nikki Haley cho biết rằng Nikki Haley là ứng cử viên duy nhất có khả năng thành công trong cả các cuộc họp kín ở Iowa và sơ bộ ở New Hampshire. Đội của Ron DeSantis thì tự tin cho biết trong bản ghi nhớ của riêng họ rằng đây là cuộc đua của hai người ở Iowa giữa Trump và Ron DeSantis. Nhưng mà đáng chú ý là Ron DeSantis nhận được sự tán thành đáng thèm muốn của thống đốc tiểu bang Iowa Kim Reynolds. Và chiến dịch tranh cử của Ron DeSantis cho biết là họ tập trung vào việc từ chối một chiến thắng lớn của Donald Trump ở tiểu bang này. Chúng ta chưa biết đó là việc từ chối như cách nào. Một số chiến lược gia cho rằng thất bại ở Iowa nó không nhất thiết gây ra thảm họa cho bất kỳ ứng cử viên nào, nhưng các cuộc tranh cử ở các tiểu bang khác sẽ là cơ hội bổ sung để nổi bật. Nhưng mà những người khác thì lại cho rằng Iowa có thể là cơ hội cuối cùng để Ron DeSantis hoặc Nikki Haley bảo đảm vị trí thứ hai và tiếp tục tham gia cuộc chơi khi cuộc đua với Trump nóng lên. Mặt khác, nếu Donald Trump thua một trong hai tiểu bang này thì cuộc đua sẽ bị đảo lộn. Và chúng tôi đang xem cuộc tổng tuyển cử dài nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại giữa Tổng thống Biden và Trump là sự lựa chọn trong hai đảng
một cách khá rõ ràng. Mặc dù Donald Trump, Nikki Haley và Ron DeSantis là những lựa chọn hàng đầu cho một cuộc tranh cử ở Iowa, nhưng ứng cử viên Vivek Ramaswamy cũng cho biết là ông ta nghĩ chiến dịch tranh cử của mình sẽ có cơ hội tốt để giành chiến thắng hoàn toàn hoặc là một điều gì đó gần như vậy ở ngay tiểu bang Iowa. Điều này bất chấp một số lo ngại về khả năng chiến thắng của ông ta, nhóm của cựu thống đốc New Jersey Chris Christie thì cho biết là ông đã sẵn sàng cho chặng đường dài sắp tới. Thượng nghị sĩ South Carolina Tim Scott, ông ta đã bỏ cuộc đua vào đầu tháng này ngay sau khi ông ta tuyên bố chuyển trọng tâm chiến dịch của mình từ New Hampshire sang Iowa. Và nói đến tiểu bang New Hampshire, kính thưa quý vị, do Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ, viết tắt là DNC, đề xuất nhằm thay đổi lịch đề cử của Đảng Dân Chủ và thông báo vào đầu tháng này rằng họ sẽ tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của tiểu bang vào ngày 23 tháng 1, tức là một tuần sau cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa ở Iowa. Chiến lược gia Jim Merrill của Đảng Cộng Hòa có trụ sở tại New Hampshire cho biết rằng Iowa và New Hampshire đều mang đến những cơ hội thực sự độc đáo để các ứng cử viên có thể thể hiện bản thân và tìm cách biến nơi đây thành một cuộc đua hai người. Một cuộc thăm dò của CNN công bố vào tuần trước cho thấy là Donald Trump đang dẫn đầu với 42% trong số cử tri chính của Đảng Cộng Hòa ở New Hampshire. Nhưng mà Nikki Haley dường như đang giành được chỗ đứng, đạt được 20% ủng hộ, còn Ron DeSantis thì chỉ thu được có 9%. Một cuộc thăm dò khác gần đây ở New Hampshire đã ủng hộ vị thế dẫn đầu của Donald Trump ở tiểu bang này, nhưng mà nó cũng cho thấy là Nikki Haley đang trên đà vươn lên vị trí thứ hai. Chiến dịch tranh cử của ông Chris Christie thì tập trung vào New Hampshire sau khi ông nói hồi tháng 9 rằng ông sẽ rời khỏi cuộc đua năm 2024 nếu ông ta không chiến thắng được ở New Hampshire. Trở lại năm 2016, Chris Christie đã kết thúc cuộc tranh cử vào tòa Bạch Ốc ngay sau khi ông đứng thứ 6 trong cuộc thi cấp tiểu bang. Và thống đốc North Dakota Doug Burgum là người đã không đáp ứng các tiêu chuẩn ở giai đoạn tranh luận thứ 3 của Đảng Cộng Hòa hồi đầu tháng này. Thì ông cho biết trong một bài báo bảo vệ việc tiếp tục ứng cử của mình rằng ông có kế hoạch thúc đẩy và để cử tri quyết định ở Iowa và New Hampshire. Dent Scala, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học New Hampshire, đã nhấn mạnh rằng những gì hiệu quả ở Iowa có thể không hiệu quả ở New Hampshire. Và người chiến thắng sẽ được bảo đảm sẽ xuất hiện từ hai tiểu bang đầu tiên. Và nói về South Carolina, kính thưa quý vị, khoảng một tháng sau New Hampshire, Đảng Cộng Hòa của South Carolina sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 24 tháng 2. Cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa ở Nevada diễn ra vào ngày 8 tháng 2. Nhưng các nhà quan sát chính trị nhấn mạnh cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên ở miền Nam của bang Palmetto là trọng tâm tiếp theo sau các bang Hockey và Granite. Scala mô tả South Carolina là trung tâm của những cuộc cạnh tranh ban đầu này. Và ông cho rằng tiểu bang này đã tỏ ra có tính quyết định theo cách mà Iowa và New Hampshire không có. Đặc biệt tiểu bang này rất quan trọng đối với Nikki Haley, cựu thống đốc South Carolina, khi mà bà muốn vươn lên vị trí thứ hai một cách vững chắc. Tuy nhiên một cuộc thăm dò của CNN công bố vào tháng trước cho thấy là ông Trump dẫn trước bà Haley khá nhiều trong số các cử tri Đảng Cộng Hòa sơ bộ ở tiểu bang này, với 53% ủng hộ cho Trump so với 22% ủng hộ cho bà Nikki Haley. Còn Ron DeSantis thì chỉ đứng thứ 3 với 11%. Các nhà quan sát chính trị dự đoán cuộc đua có thể được củng cố sớm nhất là ngày siêu thứ 3 hoặc đầu tháng 3. Và họ nhấn mạnh rằng các yếu tố như chênh lệch giữa các ứng cử viên và
tốc độ phân thắng bại. Nó sẽ là chìa khóa để phân tích kết quả. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, nếu xét về mọi ý định và mục đích, thì rất có thể sẽ kết thúc sau ngày 23 tây tháng 1. Chiến lược gia Brian Sicek của Đảng Cộng Hòa đã cho biết rằng nếu Donald Trump thắng cả Iowa và New Hampshire, thì bất kể với tỷ lệ chiến thắng là bao nhiêu, ít nhiều như thế nào, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lúc đó cuộc đua sẽ chính thức tập trung toàn bộ sự chú ý vào hai nhân vật thề không đội trời chung, đó là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, đại diện cho Đảng Dân Chủ, và tên tội phạm đang chờ xét xử lãnh án, Donald Trump, đại diện cho Đảng Cộng Hòa, MAGA. Việt Linh xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình bình luận với video 2 sau một tiếng nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.